Anh giả mù. Gì anh bấm số của tổng đài luôn hả? Số tổng đài mã số. Chưa, để cho nó báo cái. Giờ là 17 giờ 45 phút 40 giây. 17 giờ nào hồi gì đà Phật 09044. Thế nào quý vị, là rồi, là hết, đi 09644. Anh sẽ bấm số điện thoại của La Phú nào vậy. Phú đưa cái máy lên cao cao cho bà con thấy rồi. Rồi đó. Rồi đúng không? Rồi. Để em gù nào quý vị, coi quý vị, anh bấm coi đúng số của Phú không nghe quý vị. Đúng rồi quý vị, đúng số Phú đâu quý vị. Quá siêu, quá siêu. Quá siêu, quá siêu. Quá siêu. Ồ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, anh lên giọng nè. Lầu cao quá xấu anh. Không, đối với anh thì anh nói vậy chứ đối với em thì em rất là thương anh. Em tháo một kiến em còn thương anh nhiều hơn nữa chứ không có nghĩ gì hết. Tiếng lại không có bị giả đúng không? Không, em thì không nói anh giả. Cư sĩ Quốc Tạo sẽ giúp cho anh hoàn 1 triệu của Mạnh Thường Quân, là nói chung là cái vị giấu tên. Tại vì ở đây có nhiều vị lắm, cũng một người đi ít, người đi nhiều, giấu tên thì Quốc Tạo gom là hết. Là kêu bằng cái quỹ Quốc Tạo đi, thì Quốc Tạo đến đâu gặp những hoàn cảnh khó khăn là mình sẽ giúp, thì Quốc Tạo xin giúp cho anh 1 triệu để cho anh làm vốn đi bán vé số. Em xin gửi anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Quay hỏi em chứ giờ nhà em thiếu gì, em nói thiếu thì em thiếu nhiều lắm, nhưng mà có hai cái em quan trọng là em cần thiết. Là đó, em có nói thiệt là em cũng gán mặt mà tới đâu khác tới đó, nhưng mà nó mua tự mua chưa nổi để gì phải không, đủ thờ của không để mà mua bung đít cho này. Rồi em hỏi nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay em được hữu duyên gặp được anh Hoàng bán vé số thì cũng lâu rồi, cũng trên dưới 3 tháng rồi mà cũng chưa được gặp anh. Thì hôm nay cũng đi dọc đường công chuyện ngang thì gặp anh ở đây, xin cho biết là chỗ này là cái địa điểm là cái gì, chỗ nào với anh? Ở đây là trại chạy heo, giữa trại heo và trung tâm cai nghiện. Vậy đó hả? Dạ, bên đây trại heo, đằng đó trên cai nghiện. Trung tâm cai nghiện của Lương An Trả anh? Dạ, đúng rồi. Thì anh Hoàng ơi, thì cho em hỏi thì anh đi bán số vậy đó anh Hoàng. Rồi trong cái thời buổi đi bán số như thế này thì những người ta thấy đường, người ta bán còn khó, còn mình không thấy đường mình bán với anh cầm theo nhang nhiều gì á, anh thấy như thế nào, anh xin phát biểu giùm. Em cũng nói thiệt là người thấy đường á, người ta thấy đường người ta chạy xe chạy này kia đi, người ta bán còn khó khăn, còn em ở đây em ngồi tại chỗ em bán cũng còn khó khăn hơn nữa. Có đôi khi em ngồi có khi 3 tiếng hồ chưa có người mua, mà bán hay cũng dám bán nhiều. Có đôi khi tới 3 giờ 3 mấy 4 giờ cũng chừng. Nó cũng ê chứ lắm. Vậy anh bán gì, anh biết được đồng hồ mấy giờ không anh? Chả biết, em có xài đồng hồ tổng đài á. Tổng đài là sao? Là mình bấm tổng đài nó báo giờ cho mình biết. Đâu anh bấm kiểu sao đâu mà biết không anh làm cho em coi anh. Đây em bấm luôn ha. Anh bấm giờ đi anh. Để bấm giờ cho bà con nghe để bạn biết là nó mình giả mù. Gì anh bấm số của tổng đài luôn hả? Số tổng đài mã số. Chưa, để cho nó báo cái.
giờ là 17 giờ 45 phút 40 giây. 17 giờ Nam Mô A Di Đà Phật. Sao đó em nghe nó nói tiếng Anh không anh? Dạ em hiểu. Nam Mô A Di Đà Phật. Em nghe nói tiếng Anh không mà anh tưởng em tưởng đâu anh chỉnh qua tiếng Anh em mới nói anh tính nói anh ơi anh lộn anh bấm qua tiếng Việt đi anh. 17 giờ thì mình biết phải không, nhưng mà anh nói qua anh thì shit thì sẽ bành gì lúc đó chứ. 17 giờ 45 45 phút 40 giây đó. Dạ. Rồi lúc mà anh bấm cái điện thoại gì anh là anh can anh bấm mà chứ làm gì sao mà biết được bấm. Có mình muốn bấm giờ nào cũng báo giờ mình giờ đó chứ, tại nó xài liên trực tiếp với tổng đài mà. Lại lấy cái giờ rồi lấy cái đồng hồ trên của tổng đài luôn. Còn đồng hồ mình nhiều khi nó trên lệch, còn tổng đài là nó chuẩn luôn. Dạ. Dạ thì anh Hoàng ơi, thì em có được biết thì thời gian gần đây anh cũng có được Mạnh Thường Quân cũng như ở bên Quốc Tạo có cắt cho anh được cái nhà. Thì khi mà anh cắt được cái nhà thì cái nỗi khó của anh, cái nỗi vui thì nói về là nỗi vui thì nó nhiều rồi, cũng như là con vợ được ấm áp trong gia đình, không có mưa giọt như ngày xưa, anh cũng được ngủ ngon, đang để sáng, đang để đi làm. Vậy rồi cái khó của anh là cái gì, anh nói cho bà con biết anh. Dạ, cái khó của em á là hiện giờ á là em cũng khó khăn là cái đồng vốn á, em lấy số á nó không có, thành ra lấy chạy của người ta á, có khi có khi không, cho nên em á thì cũng đang gặp cái cảnh khó khăn này. Có đôi khi mà nhiều khi mưa á, rồi bạn bè người ta nghỉ á, cái mình cũng phải nghỉ theo. Rồi nếu như bạn bè bán mình bán, tại vì mình không có vốn thì mình phải qua sự giúp đỡ của bạn bè chạy cò cho mình. Có nghĩa là khi mà anh có cái căn nhà thì cái người chủ thầu không cho anh lấy số thiếu nữa hả? Là người ta cũng như là người ta nói mình có vốn cắt nhà nên người ta là mình là người khác cắt cho mình, nên tôi nói thông tin thì cứ mở mạng lên coi. Ừ, đúng rồi, mà anh coi tại mạng trên mạng thực tế mà. Nhưng mà thực tế có công bố tiền và này kia Mạnh Thường Quân đàng hoàng mà. Rồi anh, người ta chạy cò là như sao, nghĩa là người ta lấy tiền người ta lãnh số. Dạ, người ta lãnh số người ta sang qua cho mình bán xong đưa tiền người ta. Mà cái số cái đồng sang đó nó cái đồng lời đó nó được như cũ không? Nó có 1.000 anh. Còn khi mà lấy tại gốc? Lấy gốc nếu mình có vốn được 1.000, 1.200. Ồ vậy ha. Thì là cái khó của anh trong cái việc đi bao buôn bán của anh đó phải không? Dạ. Một ngày anh bán được bao nhiêu tấm? Em bán con 150 à. 150 tấm là nhiêu tiền? À, 150 thì nếu mà tính cái tiền mình sang vậy là 1.350.000, mình bán ra 1.500.000 là được 150. Vậy là cái khó khăn của anh là không có được 1.000.000 mấy 2.000.000 để mình làm vốn nha anh ha. Dạ đúng rồi. Rồi bữa nay nhang của anh em thấy anh quải gì là còn nhiều quá nè. Cái nhang của anh thường anh quải là bao nhiêu ký vậy? Bao nhiêu nhang mà nó bao nhiêu ký? Anh thấy anh quải nặng quá nè. Hôm nay em quải có 12 ký mà bán được 3 ký à, còn 9 ký nữa. Này ấy. Cái gì? Quải 12 ký hả? Dạ. Nặng dữ anh. Tại nhang nó bự á. Rồi anh đi gọi anh đi đường bao xa mà anh quải 12 ký nhang này? Thì từ nhà em lại đây nè, có là từ nhà lại đây là em ngồi đây. Từ nhà lại đây là dạ. bao xa anh? Từ nhà ở đây chắc cũng chầm gần cả cây à. Ờ vậy ha. Có khi nào đi sang nữa không anh? Có, như em bán hết số, như nhang nó ới quá thì em phải đi xuống tới công ganh. Dạ. Thì qua cái đầu tư của anh thì bà con cũng thấy rồi đó, cũng có giúp cho anh số vốn là để anh đi bán làm vốn để đi bán. Và ở đây thì chị Vĩnh máy Phúc. Ở đây thì em cũng giúp cho anh được mới. Thì trước tiên là Quốc Tạo, cư sĩ Quốc Tạo sẽ giúp cho anh Hoàng 1.000.000 của Mạnh Thường Quân, là nói chung là cái vị giấu tên. Tại vì ở đây có nhiều vị lắm, cũng một người ít người đi nhiều, giấu tên thì Quốc Tạo gom là hết, là kêu bằng cái quỹ Quốc Tạo đi. Thì Quốc Tạo đến đâu gặp những hoàn cảnh khó khăn là sẽ giúp, thì Quốc Tạo xin giúp cho anh 1.000.000 để cho anh làm vốn đi bán vốn tốt. Đây, em xin gửi anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thì cũng nói chung là cũng sở được một cái phần gói đó rồi. Thì em cũng hỏi anh cái đôi điều. Thì anh ơi, trong cái hiện giờ thì
bà con cũng ai cũng khổ, mình cũng vậy. Anh có đôi điều gì để khuyên bà con mình nên vượt cái khổ như thế nào không anh? Thì mình khuyên bà con thì mình cũng xin là Phật tử Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Của Khổ Của Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình cũng khuyên bà con hiện giờ là cái cuộc sống của mình cái khó khăn nó đã khó khăn rồi, mà cái cuộc sống của mình nay mai mình cũng chưa biết diễn ra như thế nào, mình sống năm nay sang năm mình cũng chưa biết ra sao, thì cũng mong là cái này mình là khuyên trước tiên là những người trong mọi người khuyết tật đi, mình mà mình nhiều khi mình nói mình khuyên người sáng thì có người ta khó khăn thì cũng hơi kỳ, ta có thể ta không được vui, thì nếu như mình khuyên những người khuyết tật á thì người ta có nghe được thì là mình khỏe, hai nữa là bà con được cũng được may mắn được nhờ. Thì hôm nay mình cũng trả lại lần này là chắc cũng lần thứ 6, thứ 7 như rồi. Xin chào các bạn ở trong hội người mù khuyết tật, tức là người mù cũng giống như mình đây. Thì mình cũng có đã khuyên các bạn là gắng tu tâm, niệm Phật, làm lành, lánh dữ. Thì mình cũng đã có khuyên các bạn là ở trên cái clip của anh Kỳ rồi, anh Tài đã có. Thì hôm nay mình xin trở lại là khuyên các bạn hãy gắng lo niệm Phật, chỉ có Phật bây giờ dẫn dắt dứt được cuộc sống của chúng ta. Nếu như có lập đài lại mà chúng ta có niệm Phật, có biết ăn chay niệm Phật thì Phật rước. Nếu như mình không biết ăn chay, không biết niệm Phật thì Phật không có rước mình. Tại vì sao? Là mình không có tưởng đến Phật, mình không có mò cầu, mà là mình không có cầu mong phước báo để mà gieo duyên với Phật thì Phật đâu có rước mình. Cho nên các bạn hãy gắng, dù là sáng chiều tối gì đó, một ngày nếu mà cúng được ba thời niệm Phật, tức là 12 giờ trưa và 6 rưỡi chiều và 4 giờ sáng, các bạn làm được điều này, một ngày cúng được ba thời. Có những người khuyết tật, cô chú anh chị mà người mù đó làm được điều này thì nếu sau này có sẽ lập đời lại thì chúng ta sẽ được là Phật rước hoặc cơ duyên là được lên ở trời hay gì đó, để cho mà cái kiếp tâm của mình nó không còn mang cái cảnh mà mù lò tâm tối nữa, để mắt đi ánh sáng là nó khổ lắm bà con ơi, khổ lắm cô anh chị. Mà em cũng có khuyên cô anh chị là hãy gắng là trì chú đại bi, trì chú đại bi là không phân biệt được, không phân biệt đạo nào hết, chỉ là trừ khi đạo Tinh Lành, còn đạo Phật, nói chung là đạo Phật là điều phải trì chú được hết. Thứ hai nữa là chúng ta trong cơ thể chúng ta gồm có 6 con, nên 6 cái con này á là chúng ta không diệt nó được là chúng ta không thể nào mà được. Là xin hỏi anh đạo là anh có biết trong cơ thể mình có 6 con gì không? Trong mình có lục căn. Là 6 con này là Đức Thầy cho biết là 6 con này á là mắt nhiễm sắc. Đó, đối với người thấy đường thì ta có mắt là ta nhiễm sắc rồi. Dạ. Và đối với người mù thì có mắt nhưng mà vẫn nhiễm sắc được. Là nguyên không? Tức cái tư tưởng vào cái đôi mắt của người ta, có thể là người ta nhiễm sắc bằng cái tư tưởng cũng là người mắt. Cho nên các bạn hãy nhớ là con thứ nhất là con mắt. Mắt là gì? Mắt là nhiễm sắc. Mà nhiễm sắc này á, chúng ta mà bị nhiễm sắc rồi, u mê rồi thì không thể nào chúng ta niệm Phật được. Nó mới cho mình niệm Phật đâu. Nó khiến đầu này, nó khiến cho mình nhìn đầu kia, nó khiến cho mình nhìn đầu nọ. Đã mắt mà nhiễm sắc mà. Cho nên là chúng ta không làm được. Cho nên chúng ta phải diệt nó liền. Thấy sắc là chúng ta nghĩ là không có gì. Nhưng là bởi vì nó là mắt nhiễm sắc. Còn tai là nhiễm thinh, là nghe đầu này rồi cái mình đi chọt đầu kia cho gia đình người ta có chuyện, hoặc là mình nghe đầu này rồi cái mà người ta nói chỉ có tôi lỡ mua ông đó thiếu chịu năm tờ giấy số thì bà thì tôi cái là anh nghe anh nói tờ đó mới nó mua thì chịu tôi 5-7 tờ giấy số, chục tờ giấy số đi, đó là tai nhiễm thinh, là làm cho gia đình người ta xào xáo, là làm cho gia đình người ta không được vui, mà khóa đi hạnh phúc của người ta cũng có, mà khóa đi cái niềm vui vẻ của người ta cũng có, đó là tai nhiễm thinh. Là con thứ ba là mũi thì thích mùi thơm, đang niệm Phật đang ngồi cúi lại mà cái ai mà lỡ chiên xào cái gì cái mùi nó phật lên, trời mùi này thơm quá, đói bụng quá chắc cũng không được,
chắc đi kiếm đồ ăn, là cái đó cũng không làm cho mình niệm Phật được, đúng không anh Tạo? Dạ dạ đúng anh. Em nói gì anh cảm đúng, thấy đúng không? Đồng ý. Còn lưỡi thích, lưỡi thì ưa đồ ngon. Bây giờ mình ăn chay, bây giờ bữa nay mình ăn chay, vợ mình làm đồ ăn nó hơi mặn, hơi lạc, hơi gì kia, mà mình ăn đó, bữa nay không ngon, ăn món này không im, không ngon, là mình cũng không có được cái gì hết. Ăn chay là mình không nói là ngon, mình ăn để sống chứ không phải là mình sống để ăn. Đó. Dạ. Cho nên lưỡi là ưa đồ ngon. Được ưa là ngon gì? Là việc ăn cần. Dạ. Dạ. Đó. Rồi cái con thứ tư. Ở cái con thứ năm, là thân, cái thân của mình ham sung sướng và không được siêng. À. Rồi cái cúng lại này là cũng do cái thân mình đó anh. Cái thân của mình là nó là biến lắm. Là thân ham sung sướng mà. Là tại sao? Bây giờ nó thấy anh chiều 6 rưỡi anh cúng rồi. Mà tới 3 giờ, 3 mấy, 4 giờ anh vệ sinh cá nhân này kia, anh xúc miệng, mặc đồ này kia vô anh cúng. Nghe gì không, ngay cái mùi cho bắt à. Còn sớm quá. Nên ngủ thêm một chút nữa đi. Ừ, hả gì cúng. Ngủ thêm tí nữa, ngủ tới cái giờ sủ luôn. Là ngủ sáng sẹt luôn, chứ đâu còn cúng được lại gì nữa. Đó là cái thân ham sung sướng. Đó là cái con thứ năm. Nên các bạn hãy trường thử được là những cái con này. Còn con thứ sáu, cái con thứ sáu là cái con này nè, cái con này mới độc ác nè. À, cái con này nó độc nhất luôn, là cung là hàng gì? Hàng ý. Ý. Hàng ý này là ham làm gì? Ham sửa sắc soi hình. Anh mặc cái đồ mà xấu tí xíu rồi, gờ không im. Không im. Tháo là không im mày. Này không được. Ý là mù nè, chứ tôi mù nè, hồi xưa mà tôi chưa có nói vào mà biết đi qua vào cái con đường tôi mà niệm Phật á, tôi mặc cái áo tôi vuốt ve như vậy. Mà áo này không im mà vô nói vợ em ơi áo này văng ý mù mà vậy ha. Ừ, ý là mù á, mù đó cô bác, mà còn phải như vậy. Cho nên cái hàng ý này, hàng ý này nó rất là độc hại. Nó là trong là đứng đầu đảng, còn mấy năm người kia là tay bụng hạ thôi, tay mua bán bụng hạ thôi. Còn cái thằng này là nó a, nó độc ác nhất. Cho nên chúng ta hãy trừ khử, nếu mà mình đã vào cái con đường mà tu tâm niệm Phật rồi thì chúng ta không nên sửa sắc thay soi hình. Nếu mà chúng ta làm đẹp đi nữa cũng được cái gì đâu. Mà chúng ta bây giờ hồi xưa khổ, mặc áo giá 5-3 chỗ, 5-7 chục chỗ luôn á, có khi cái áo giá hết trơn luôn, chỉ còn dính cái bao vậy thôi cũng vẫn mặc được. Mà tại sao đời bây giờ có quần áo vải rồi, cái kén chọn lựa rồi chê vai rồi, rồi có đôi khi á cái gia đình người ta khổ quá, cái gia đình người ta khổ, mình khổ, người ta không biết quần áo mặc. Mình có quần áo mặc mình liền tới liền đuôi mình dục bỏ. À, quăng đầu này quăng đầu kia, còn mấy cái áo còn mới to như đem đi làm đồ lao đó. Cho nên cái thằng ý này nó rất là ác độc nghe cô bác. Cho nên nó là cô bác phải gán trừ khử nó. Nếu mà trừ khử được 6 con vật này trong cơ thể của mình rồi á thì chúng ta là thấy nó khỏe và nó nhẹ nhàng. Dạ à. Cảm ơn anh vừa qua đã cho biết. Thì anh tuy rằng anh không có được am hiểu về cái kinh điển thì anh, nhưng mà anh vẫn nói lên được cái đại ý của cái lục căn đường nhiễm lục trần, sanh ra lục thức, thì đó là chính là 6 con như anh vừa kể đó. À, 6 con đó là gồm là mắt nhiễm sắc, tai nhiễm hơi, mũi nhiễm mùi thơm, lưỡi ưa mọi đồ ngon, thân ham sung sướng, soi sắc, có ý sửa sắc soi hình. Là 6 con vật này là nó làm cho cái bản thân của chúng ta rất là lười biếng, là tránh né đi, là niệm Phật cúng lại. Dạ. À, thì anh Hoàng ơi, thì trong cái thời gian mà anh bị mù đó là bao lâu anh? Dạ em bị mù năm nay là 44 năm rồi, tức là năm nay anh nhiêu tuổi? 44, tức là em mù được 41 năm, là ba tuổi là em bị mù. Nguyên nhân mù? Dạ nguyên nhân là bị bệnh ban. Ờ, lúc đó gia đình cũng không có thể nào mà chữa cha chị được hả anh? Dạ lúc đó gia đình có chữa trị dữ lắm, mà tại vì chắc là cũng cái số cái nghiệp trước cái kiếp trước em tạo quá nặng, cho nên không thể nào trị khỏi. Chứ nếu như người ta mà không có nghiệp thì lỡ có bệnh ban người ta trị hết rồi, còn em thì cái nghiệp quá nặng, cho nên bây giờ em gán là niệm Phật. Như em không cúng lại được thì bữa nào mệt đó thì con nó cúng, còn mà như nhất sáng thì em cúng, như là 3 giờ là đồng hồ báo lại, thì em
sửa soạn này kia, tức là mình mặc đồ xong mình cúng là mình đi luôn. Dạ. Đi làm luôn. Dạ. Thì khi mà anh mù như vậy đó, mà xin hỏi bật mí anh thêm là anh đi đường á, rồi cái con đường đó anh đã đi qua rồi, vậy anh đi lại anh có biết được cái vị trí là này kia nó ổn không? Dạ biết. Có khi em đi cái con em mà nhưng mà cái con đường nó quen rồi, em đi được rồi á là em không, em ít đi lại, biết sao? Em thích tìm những cái con đường lạ để mà mình vừa đi mà mình vừa tìm hiểu được cái con đường và vừa tìm hiểu được là bà con ở cái khu vực địa phương đó, như là mình biết người nào nói chuyện lên tiếng, mình biết người đó là các có thể là có cúng lại, còn những người mà người ta khoác lác hay là số này kia gà má này kia đó là biết ha. Thì mình cảm nhận động mình học hỏi. Dạ. Tức là mình phải càng đi cái con đường lạ mình càng học được một cái khôn. Thì đưa em học á, là có học cái bài mà đi một ngày đàn học một sàng khôn, đó là Bác Hồ nói. Bác Hồ nói là đi một ngày đàn học chỉ được có một cái sàng khôn thôi, dù là thông minh cỡ nào cũng vẫn được có một cái khôn, chứ không ai mà học được hai cái khôn hết. Cho nên bác nói là đi một ngày đàn học được một cái sàng khôn. Dạ anh ơi, rồi anh có thể nào cởi cái mắt kiến ra cho em coi một chút xíu không anh? Ồ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó anh đang vòng nè. Dạ. Lộc ra quá xấu anh. Không, đối với anh thì anh nói vậy chứ đối với em thì em rất là thương anh. Em tháo mắt kiến em còn thương anh nhiều hơn nữa chứ không có nghĩ gì hết. Tiếng lại không có bị giả đúng không? Không, em thì không nói anh giả, tại vì anh từ đó giờ anh ở đây em biết mà, có nhiều người biết mà. Nhưng mà muốn coi cái chỗ của anh nó như thế nào, nó làm hư con mắt hết luôn anh á. Dạ, nó hư con này nặng. Rồi coi nó giật luôn con này, kéo luôn con đây không thấy luôn. Đây mình cũng xin khuyên thêm là cô bác anh chị ơi, mình thấy cái dịch bệnh á hiện nay là nó cũng đã lặng, nhưng mà cô bác anh chị đối với người khuyết tật là người mù, và cô chú bác đừng nghĩ đi, mình là người khuyết tật là mù, là mình nói chung là cái sạch sẽ thì mình không bằng người ta đâu. Mình không biết cái chỗ đó là dơ hay là sạch, mặc dù mình cầm cái khẩu trang lên mình cũng chưa biết khẩu trang đó là sạch hay là dơ, cho nên là mình chỉ biết nó có mùi hôi là mình bỏ thôi. Còn đối với người thấy đường thì người ta đã nhìn vô cái khẩu trang, khẩu trang này nó dơ nó đen thì người ta đã thảy qua bên thao, người ta giặt, đó là đối với khẩu trang vải. Còn nếu như khẩu trang mà y tế thì người ta thấy khẩu trang người ta dơ đen này kia sậm màu là người ta bỏ. Còn mình là người mù là không thể nào nhìn được cái màu dơ là để mà chúng ta tránh. Yeah. Cho nên là cô chú bác anh chị và các bạn bà khi ra đường chúng ta phải nên sử dụng, và sử dụng về thứ nhất là phải bịt khẩu trang để phòng chống bệnh. Cái thứ hai là chúng ta là cũng vừa nói qua là không thấy, không nhìn được cái màu dơ của khẩu trang, là luôn cái tay của mình, mình cũng chẳng là nhìn được cái tay mình nó có dơ hay không. Nhưng là cô chú bác anh chị và các bạn bè, nếu như người khuyết tật là người mù, hãy sử dụng nước rửa tay. Mình sử dụng nước rửa tay là mình rửa tay là cho nó, thứ nhất là để phòng chống bệnh an toàn. Có đôi khi nhiều khi bệnh nó trở lại lúc nào mình cũng không biết được, cho nên là mình phải phòng chống để mà ngừa cái bản thân của mình. Ta nói thường là ngừa bệnh hơn để là trị bệnh. Cho nên là cô chú bác anh chị và bạn bè là đối với người khuyết tật người mù nên phải phòng chống bệnh, phải là anh làm theo tuân thủ 5K. Dạ dạ anh Hoàng ơi, anh lấy ra một bó nhang anh dơ lên cho bà con coi anh Hoàng. Để em bữa nay em khai thác cái đời tư của anh hết rồi. Dạ đây là bó nhang, này là bó nhang thường, là cái hiệu là nghe vợ nói với người chủ hàng ta nói là hiệu Tây Vô Ký. Cái này là nhãn thường em cô bác. Vậy hả, biết dạ. Không đâu Tây Ký phải không ta? Dạ đưa đem coi có phải không, để không nó lỡ. Đó là bó nhang thường thì chỉ 30 ngàn. Có Tây Ký của vậy thôi, đây ký đàng hoàng đây. Rồi hay quá. Tại nghe anh nghe vợ nói như vậy chứ nói dạ. Mà tôi nói không được, nghe vợ nói mới được. Còn đây là một bó nhang thơm, là bó nhang này là gọi là cái tên là chiêu tài hương. Chiêu tài hương à? Là này là nhang thơm, là giá là 90.000 một ký, nhưng bán rất chậm nha cô bác. Một bó là 1 ký hả? Dạ bó như vậy là 1 ký. Còn cái nhang này? Nhang này là 1 ký luôn, là 30.000, đó là nhang Tây Du Ký nhang thường. Cái này là chiêu tài hương, là dơ cho cô bác anh chị coi. Đó là này 1 ký mà giá là 90.000. Nó mắc, nó rất là thơm, nhưng mà
bán hơi chậm thôi cô bác, có đôi khi ngày không có bán ký nào nữa, này luôn. À. Rồi đây là em giới thiệu từ bó. À từ bó, còn có nào nữa không? Dạ còn. Còn ha, còn đây là giới thiệu luôn. Biết hai gờ, biết chân anh, biết bó nào nằm đâu biết anh? Dạ biết. Này là gòi, cái thứ này gòi. Sao biết rồi, làm dấu rồi. Đây, cái này là hương trầm lài, nhang này là 5 tấc. Giá cả của hương trầm lài này là 65.000 một ký nha cô bác. 65.000 ký hả? À? Dạ, hương có đôi khi ngày bán 1 ký, có khi được 2 ký cũng chừng. Có đôi khi người ta hết thì được 3 ký cũng chừng, mà có đôi khi một ngày không có ký nào luôn. Đây là hương trầm lài, là 1 ký 65.000, nhang 5 tấc. Dạ, dạ. À, còn, tiếp. Còn nữa hả? Còn nữa. Giới thiệu luôn rồi, tôi đây luôn. Tôi khai thác cho ông hết. Đây bảo là giới thiệu hết luôn. Được hết cho ông khai thác cho ông còn, hết rồi. Còn, để em kiếm lấy tiếp. Một bọc nhang 12 kg đó quý vị, mà gồng gánh quải quý vị. Dạ đây. Đây là cái này là trầm quế. Là cái này là giá là 85.000 mà được tặng thêm một cái thẻ như ý. À. Đây là cũng 1 kg mà giá là 85.000, đây là quế khâu. Quế khâu. Quế khâu thường là mình ăn nhai đây hay đau bụng mình nhai cái vỏ đó cô bác. À. Mà bữa nay thì cái này bán được 1 ký, đây đem 2 ký bán được 1 ký. Nó ngay nha, không có nó dốc được, nó dốc tạo chết à. Dạ. Nó là mình mặn, mình ăn mà mình nấu dốc là cái giọng ngữ của mình mang. Rồi, vậy là bữa nay bán được mấy ký? Chị mày tổng cộng bán được mấy ký anh? 3 ký. Rồi, chưa, để nè. Còn nữa anh? Nữa hả? Còn nữa hả? Để giới thiệu cái món lại 4 tắc, giá 60.000. Còn 4 tắc sao mà tôi còn không thấy đâu mà ông thấy ta? Em giờ em mới biết. Giờ luôn. Wow, quá hay. Bấm bấm điện thoại nó mới hơi nữa. Đây, cái bó này là bó trầm hương trước đi. Bó này là bó trầm hương, là nhang trầm, trầm hương. Là giá là 95.000. Là sáng cũng không bán được. Chỉ còn ký hôm qua này còn thêm. À. Giá hơi cao. Cho nên có đôi khi gặp khách vãng lai, ta thích thì ta mua. Nghe cô bác. À, này là rồi. Giá cả nó có, giới thiệu đâu đó đàng hoàng đó. Rồi. Cái trầm trầm hương. Đây lại cho. Vậy là ok hết rồi hả? Hết rồi, tôi thấy thì giới thiệu thiếu nhiều lắm rồi đó. Hết còn rồi. Còn ký lại 4 tắc nữa, nó nằm dưới này nè. Gắn lên dây. Còn ký lại nữa hả? Ừ. Gắn vô cái ống mít luôn nè, gắn vô cái ống mít này nè. Chưa. Lắm mà vô vậy sao biết cho ta, mày có nói ra với tao quay trong cái trong lấy hay. Rồi có làm dấu cái tấm giấy kìa. Cái tấm giấy này là trầm hương anh. Đúng rồi, không phải cái thằng chiêu tại hương. Chiêu tại hương là cái thằng có làm giấy anh. Dạ. Tại em làm dấu giấy em mới biết. Là lúc có dưới luôn rồi. Đó chân đó đằng thằng đó xếp lại cho mất rồi đó. Chiêu cuối. Đó chiêu cuối đó. Này, đây. Này lạ nè. Cái này là cũng là lài anh em với nhang 5 tắc hồi nãy, là hàng này là giá là 60.000. Là 4 tắc nha cô bác. Gì hả? Dạ, cái này là cũng là hương trầm lài luôn. Nhưng mà này là 4 tắc, hồi nãy là 5. Bây giờ là cái này là chỉ có 60.000 thôi. Đó, nó rẻ hơn kia 5.000. Rồi ha, rồi hết rồi. Rồi dạ. Gọi cho đi. À. Bây giờ nè, em hỏi anh nè, bây giờ anh em lấy cái máy điện thoại em ra, anh bấm số của em được không? Được máy, không? Máy nào anh? Bây giờ các anh lấy cái máy điện thoại của anh ra đó, anh dạ. anh bấm cái số của em được không? Dạ được. Được hả? Dạ luôn được bình thường. Không phải bấm cái số rồi anh gọi luôn được không? Dạ được. Được hả? Khoan gì từ nha. Vậy là bấm số gọi con đi. Thôi con hả? Quay đi. Rồi con bấm ngắt không được. 9644. Con lại ngồi luôn, bấm ngồi luôn. Con ngồi cái ổng đi, con ngắt đi. Ừ. 44. Nào quý vị là rồi, đây, rồi là hết đi. 09644. Anh sẽ bấm số điện thoại của La Phú đâu vậy? Phú đưa cái máy lên cao cao cho bà con thấy đây rồi. Rồi. Đó, đúng không? Rồi. Để em gọi nào quý vị coi quý vị anh bấm coi đúng số của Phú không nghe quý vị. Đúng rồi quý vị, đúng số Phú đâu quý vị. Quá siêu. Rồi, Phú lại quay tới quận tàu. Quá hay quý vị.